Tôi Tâm xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu với các bác bộ đôi đồng hồ treo tường đến từ thương hiệu FFR. Và cả hai chiếc đồng hồ này đều được sản xuất năm 1950 năm 1960 made in France tại Pháp. Và điểm đặc biệt của cả hai chiếc đồng hồ này là đều sổ cho mình phần mặt số và những chữ số nổi cực kỳ sang trọng. Và đây là cả hai chiếc đồng hồ cực kỳ đẹp đến từ thương hiệu FFR. Và ở mẫu đầu tiên sổ cho mình là 3 công đồng tiếng chuông bính bông, và mẫu còn lại sổ cho mình là 8 công 8 búa một bài nhạc Westminster. Bây giờ thì em sẽ đến với mẫu đầu tiên là mẫu FFR 3 công đồng. Mẫu này thì với kích thước tổng thể với chiều cao là 55cm, bề ngang là 45,5cm, bề dày là 16,5cm. Về máy móc là chiếc đồng hồ sổ cho mình bộ máy chính hãng FFR, hai lỗ hoạt động ba lắc chạy tuần lên dây. Mẫu này thì ở cửa hàng em đang được bán với mức giá là 4.500.000. Với mức giá này thì ở cửa hàng em sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời bảo hành 2 năm về bóc tại cửa hàng cho các bác. Vậy đánh giá về phần ngoại thất của chiếc đồng hồ này, chiếc đồng hồ sổ cho mình phần ngoại thất với kiểu dáng thùng bè. Phần ngoại thất cũng được tạo hình khá là đẹp, khá là long lanh các bác. Ở đây được tạo ngứng các bác. Ở đây được trang bị là ở đây là 4 cái ngứng, và ở đây sẽ trơn lại. Đây, tạo được cái hiệu ứng khá là đẹp mắt trên chiếc đồng hồ. Phần kính để thấy được quả lắc được trang bị là kính có hoa văn. Những hoa văn này là những hoa văn chán gương, tạo cho chiếc đồng hồ này được có sự sang trọng. Nhà sẽ vào thử nội thất bên trong. Các bác phải nắm cửa khá là đẹp. Mặt số được trang bị là mặt số bát giác với 12 chữ số nổi là những chữ số học trò. Và viền của mặt số bát giác được trang bị là một mảnh đồng được mạ vàng khá là đẹp mắt. Dòng chữ thương hiệu FR Mobia sẽ nằm ở ngay trên cái phía của những kim rất là đẹp. Kim là kim đồng mạ vàng. Và ngay phía dưới số 6 này sẽ có dòng chữ Made in France được sản xuất tại Pháp. Quả lắc cũng được trang bị là quả lắc bát giác mạ vàng rất đẹp. Và đây là một bản giấy này. Em sẽ để nguyên bác ở đây. Và đây là một chiếc khóa gông xin nguyên bản của chiếc đồng hồ. Ở đây chỗ đặt chìa khóa. Bác, bây giờ em sẽ cho các bác nghe tiếng chuông của chiếc đồng hồ. Âm thanh nghe rất to và rất hay, âm thanh rất là cổ điển, tiếng chuông bính bông. Em xin nhắc lại giá của chiếc đồng hồ FFR sổ cho mình là 2 lỗ 3 gông đồng tiếng chuông bính bông. Ở cái này các em đang được bán với mức giá là 4.500.000. Mẫu tiếp theo của mẫu cuối cùng này, mẫu FFR sổ cho mình là 8 gông Westminster. Mẫu này thì với kích thước tổng thể với chiều cao là 58,5cm, bề ngang là 53cm, bề dày là 17,6cm. Về máy móc là chiếc đồng hồ sổ cho mình bộ máy chính hãng FFR 3 lỗ, hoạt động lắc chạy tuần lên dây. Sổ cho mình là 8 gông Westminster. Và đặc biệt trên 8 gông này, đây các bác, đây là cho các bác xem sẽ đặc biệt của chiếc đồng hồ này. Đây, trên 8 gông này sẽ sở hữu cho mình là một chiếc công đồng. Phần âm thanh thì rất là hay, mỗi khi điểm giờ cái độ vang độ ngừng nó có rất rõ, rất là hay. Và mẫu này thì ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là 9.500.000. Với mức giá này thì ở cửa hàng chúng em sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời bảo hành 2 năm về móc tại cửa hàng cho các bác.
Đầu tiên thì ở phần ngoại thất của chiếc đồng hồ này, sở hữu cho mình phần ngoại thất khá là long lanh, kiểu dáng cực kỳ bắt mắt, sang trọng. Trên chiếc thùng này được trang bị là hai cái hoa văn được thợ thủ công bằng tay, lấy cảm hứng từ những chùm nho, khá là sang trọng. Ở trên phần thùng chiếc đồng hồ này, những cái đường vân gỗ tự nhiên được gọt, giũa và gắn lên chiếc đồng hồ này cực kỳ đẹp. Rất sang trọng các bác. Mẫu đồng hồ này một chiếc thùng bè. Phần kính cũng được trang bị là kính có hoa văn này để làm nổi bật hơn cho quả lắc đây. Rất đẹp. Đây các bác. Mặt số của chiếc đồng hồ này được trang bị là mặt số bát sát với 12 chữ số học trò, những chữ số nổi. Kim là kim đồng, mạ vàng. Rất sang trọng các bác. Và mặt số bát sát này, cái phần viền này, đây các bác, phần viền được trang bị là một cái viên mạ rơm. Rất đẹp. Quả lắc được trang bị là quả lắc bát sát. Và trên chiếc gông này cũng được trang bị là một cái đầu khóa gông riêng nguyên bản. Và có hai cái cần khóa búa. Và khi các bác không muốn nghe tiếng nhạc thì mình sẽ khóa búa lại. Bây giờ em sẽ cho các bác nghe tiếng chuông của chiếc đồng hồ này. Phần ngõ chuông này rất là hay nhạc bác. Và em xin nhắc lại giá của chiếc đồng hồ FFR sở hữu cho mình là 8 gông Westminster. Ở cửa hàng chúng em đang được bán mức giá là 9.500.000. Và cả hai chiếc đồng hồ này đều sở hữu cho mình những nét đẹp riêng, những chiếc riêng. Và bác nào quan tâm và muốn sở hữu ngay một trong hai chiếc đồng hồ FFR này thì hãy liên hệ ngay số hotline 0909255303 hoặc 0909255303. Hoặc các bác đến địa chỉ của em ở số 280C Phạm Thiện, phường 3, quận 8 để xem trực tiếp một trong hai chiếc đồng hồ này. Và cảm ơn các bác đã xem video, có những nút like và đăng ký kênh để một cái nghề phát triển được để làm thêm nhiều những video các bác xem. Cảm ơn các bác.